Mỗi ngày hai lần, anh Nguyễn Danh Hưng ở bản Sài, xã Liên Minh lại chở cam từ vườn của thôn tới các địa bàn xã khác để tiêu thụ. Trung bình một điểm bán chỉ tầm được trên dưới một tạ cam. Năm nay, lượng cam bán ra không được nhiều, nên những người trồng cam như anh Hưng cũng vất vả hơn so với những vụ trước. Trước kia thì đi bán nó cũng dễ hơn, nhưng mà bây giờ thì nhưng mà một ngày bán được một nửa so với trước kia. Trước kia thì là chở đi để giao cho người ta, xong bây giờ thì chở đi bán lẻ các nơi, cổng trường với lại chợ. Ông Nguyễn Danh Minh là người đầu tiên đưa cây cam về trồng trên đất đồi bản Sài. Đến nay trang trại của gia đình ông đã mở rộng ra trên 6 hecta, trong đó trên một nửa diện tích bắt đầu đã cho thu hoạch. Những năm trước vườn cam cho thu nhập cả nửa tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc tiêu thụ cam bị ảnh hưởng khá lớn. Khi những mối khách quen, nhất là các cửa hàng khách sạn kinh doanh trên địa bàn thị xã phải tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô do vắng khách. Việc thu hái cam muộn do không bán được cũng khiến người nông dân phải đối mặt với nhiều nguy cơ khác. Thì cái dòng cam của nhà tôi coi như vậy trồng trong năm nay thì về riêng về năng suất thì lại còn tăng so với những năm khác. Thế nhưng mà coi như vậy là do cái ảnh hưởng trong quá trình đầu ra, tức là cái tiêu thụ trên thị trường và nó chậm lại, thì một là thiệt hại về vấn đề rơi rụng mất nhiều, thất thoát mất nhiều, và cái thứ hai nữa là giá thành sản phẩm cũng phải bị hạ, tức là nó khó bán thì buộc phải coi như vậy hạ giá thành xuống để mà coi như vậy là bán được hàng. Thế thì cái giá trị của sản phẩm năm nay là chúng tôi mất một nửa giá trị sản phẩm do tiêu thụ mà nó bị trì trệ. Cho nên rằng là coi như vậy là cái thất thoát do côn trùng phá hoại rồi thì do nấm bệnh gây ra thì nó cũng thất thoát mất hơn nhiều những năm khác. Nói ví dụ như năm ngoái tôi chỉ bị độ khoảng như vậy là tầm cả vườn cam là 30 tấn cam tôi bán đi thì chỉ mất 5 tạ là cam rơi rụng. Thế nhưng riêng năm nay từ đầu đến giờ tôi tổng kết là đã rơi mất 6 tấn. Với quyết tâm thoát nghèo của người dân Liên Minh, cây ăn quả được xác định là một hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Đến nay, riêng thôn Bản Sài đã có trên 40 hộ tham gia trồng cây ăn quả với diện tích trên 20 hecta. Nhiều mô hình đã bước đầu cho hiệu quả cao. Thời gian qua, việc cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với cán bộ khuyến nông thị xã Sapa hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng và chăm sóc, đồng thời tích cực tìm đầu ra cho sản phẩm cây ăn quả. Chính quyền địa phương cũng vận động là các hộ gia đình là thứ nhất là về tự chủ động kết nối với các doanh nghiệp, các nhà hàng, khách sạn để tiêu thụ, thì xã cũng sẽ tiếp tục quan tâm với các chủ hộ gia đình có cái mô hình ấy thì sẽ kết nối thêm với các doanh nghiệp để hỗ trợ các gia đình mà có sản phẩm kịp thời để tiêu thụ theo cái khung vụ mà của từng loại cây. Muốn có một cái hàng hóa tốt rồi thì ấy là anh phải làm ra một cái chuỗi sản phẩm. Thế nhưng thực tế ra thì người nông dân ở vùng sâu vùng xa thì sản xuất nông nghiệp nó vẫn còn là cái tình trạng là manh mún. Thế rồi thì cái đầu tư khoa học kỹ thuật thì nó cũng chưa đến nơi đến chốn. Cho nên dẫn tới cái tình trạng tức là khi mà sản phẩm của mình ra thì thị trường ấy, thì nếu như gặp điều kiện thuận lợi thì tiêu thụ nó tương đối là dễ dàng. Nhưng khi mà thị trường nó coi như vậy là bị trở ngại khó khăn do một cái nguyên nhân khách quan nào đó thì người sản xuất nông nghiệp gặp muôn vàn khó khăn trong cái tiêu thụ sản phẩm. Chuẩn bị tới đây thì chúng tôi cũng có những cái lộ trình để coi như vậy là sống chung với COVID. Tức là có lợi kép, tức là vừa sản xuất kinh tế mà vẫn vừa phòng ngừa được bệnh tật một cách coi như vậy hiệu quả. Để làm sao cho nền kinh tế ở địa phương, xã Liên Minh nói riêng và coi như vậy cái khu vực nói chung đồng hành cùng với bà con nông dân coi như vậy là vượt qua khó khăn trong cái giai đoạn này và để tiến tới là coi như vậy là trong tương lai. Những ảnh hưởng từ dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp đến đời sống của nông dân. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, người trồng cây ăn quả ở Liên Minh vẫn nỗ lực để vượt qua khó khăn trước mắt, duy trì và phục hồi sản xuất.